lộ dấu hiệu lão hóa, nhưng chữ V vẫn được khen đẹp hơn nàng thơ xứ Hàn Kim Hee-sun khi chung khung hình. Khuôn mặt đơ cứng khiến Kim Hee-sun lép vế khi chung khung hình với chữ V. Mới đây, Trang Soo-hu đã chia sẻ lại những hình ảnh cũ của chữ V và Kim Hee-sun khi cả hai người đẹp nổi tiếng showbiz Hoa Hàn cùng tham gia một sự kiện. Trong những bức hình này, Kim Hee-sun gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Nhưng nàng thơ xứ Hàn dường như đã tiêm Botox, khiến gương mặt trở nên đơ cứng, biểu cảm cũng thiếu tự nhiên hơn hẳn. Còn chữ V, tuy có hơi tăng cân và lộ rõ những dấu hiệu lão hóa, nhưng cô lại nhận được nhiều lời khen ngợi hơn hẳn người đồng nghiệp đến từ Hàn Quốc. Thậm chí, Trang Soo-hu còn bình luận về màn chung khung hình của chữ V và Kim Hee-sun là sự khác biệt giữa gương mặt Botox và gương mặt tự nhiên. Kim Hee-sun, một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Hàn Quốc. Không chỉ vậy, cô còn tự nhận bản thân đẹp hơn Kim Tae-hee, Jun Ji-hun. Tuy nhiên, nữ diễn viên thần thoại lại từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì những lần xuất hiện với gương mặt lệch, nụ cười méo mó khiến khán giả không thể nhận ra. Mặc dù đã từng lên tiếng phủ nhận, nhưng Kim Hee-sun vẫn không thể xóa bỏ hết nghi ngờ trong lòng mọi người. Lần chung khung hình với chữ V, mặc dù Kim Hee-sun trẻ trung hơn hẳn, nhưng cư dân mạng lại yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và khí chất cực đỉnh của mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách.